với cách chơi và cũng như là cái chất của đội tuyển Việt Nam bây giờ chả có ai thay đổi được cả. Dù có ông Park hay là một huấn luyện viên hàng đầu của châu Âu bây giờ về, ví dụ như Klopp là vua của những đội bóng trẻ, về đây cũng chả làm gì. Các cầu thủ đó cũng là trụ cột của đội tuyển thật. Nhưng mà như chúng ta cũng đã thấy và đánh giá rồi, tất cả các tuyển thủ chúng ta trong cái lứa cầu thủ này thì có cái trình độ cũng như là chuyên môn, cũng như là kể cả về mặt ý thức cũng như tinh thần, nó là bằng nhau. Chính vì vậy mà cái sự thiếu vắng các tuyển thủ đó tôi cho rằng không phải là cái lớn, mà chúng ta cũng đầy đủ các nhân tố mà tốt nhất rồi, và cũng là những cầu thủ mà có triển vọng, từ các cầu thủ trẻ cho đến các cầu thủ mà đã ở đội tuyển 1-2 mùa giải rồi. Thế thì chúng ta phải nhìn thấy điều là cái vấn đề ông Park vẫn quyết tâm như vậy, vẫn những cái cách làm việc như vậy, kể cả về trong chiến thuật cũng như sử dụng con người. Ông cũng đã xoay tua hết những cái cầu thủ tốt nhất ở những thời điểm thích hợp nhất rồi, nhưng năng lực của chúng ta chỉ có vậy thôi. Chính vì vậy mà cái mà sự thay đổi đó nó không đem lại kết quả, thì vấn đề là tương lai. Tôi cho rằng là ông Park ông cũng không thể làm gì hơn được nữa. Bây giờ chúng ta chỉ có chờ vào, tức là sự may mắn là một cái, thứ hai là những sự sai lầm của đối phương, còn đâu là cái tinh thần của đội tuyển Việt Nam chúng ta, thì tôi cho rằng là với các tuyển thủ chưa bao giờ là hết cái sự nhiệt huyết ở trong lòng của các tuyển thủ chưa bao giờ là hết cả. Chính vì vậy mà chúng ta không lo chuyện đấy. Còn đẳng cấp ấy, nó chỉ có vậy thôi, và chúng ta phải chấp nhận chuyện đó và sống chung với nó. Có một quãng thời gian ở đội tuyển Việt Nam chúng ta, cái vị trí đội trưởng ấy, nó không có cái giá trị và nó không có cái uy, mà hầu như là chúng ta chỉ cảm nhận được vị trí đội trưởng chỉ là người mà đeo cái băng đó và dẫn đội ra sân thôi, chứ chưa phải là người mà anh cả trong đội tuyển. Nhưng thời gian gần đây do cái thành tích của đội tuyển nên người hâm mộ cũng như khán giả, các nhà chuyên môn ấy, quan tâm đến đội tuyển nhiều hơn. Và cái cách làm của ông Park ấy, ông sẽ chọn bó đũa, ông chọn cột cờ. Chính vì vậy mà ở trong cái lứa cầu thủ đội tuyển này ấy, thì rõ ràng chúng ta thấy Quế Ngọc Hải là lớn tuổi nhất. Chính vì vậy mà cộng thêm nữa là anh ta chơi ở cái vị trí cuối cùng, nó dễ bao quát và dễ quan sát. Chính vì vậy mà để nhắc nhở các đồng đội trong sân ấy, nó cũng thuận tiện hơn. Như vậy ông Park ông giao cho Quế Ngọc Hải cái băng đội trưởng đó. Nhưng với quan điểm của tôi thì cái vị trí đội trưởng ấy nó không đơn thuần. Không đơn thuần là một người mà chỉ là người mà anh ở trong đội. Cũng không đơn giản là một người là dắt các đồng đội mình ra sân đâu. Tại vì vị trí đội trưởng này nó bao hàm nhiều lắm. Thứ nhất là về hình ảnh, uy tín, rồi kể cả phong cách sống ở ngoài đời, rồi là trong chuyên môn, và đặc biệt người đội trưởng tức là giống như là cái đầu rắn ấy. Trong mọi tình huống anh phải thực sự là người mà điềm đạm nhất để anh xử lý mọi tình huống thay cho huấn luyện viên ở trên sân. Chính vì vậy mà cái người đội trưởng ấy, nó có một trọng trách rất lớn. Chứ chúng ta vẫn hay nhầm đội trưởng chỉ là cái người mà đeo băng đội trưởng. Đeo băng đấy ai đeo được. Nhưng để đeo được cái băng đó cái thực sự đúng với cả cái bản chất của cái người đội trưởng ấy, không đơn giản. Trở lại cái việc ông Park ông thay Quế Ngọc Hải ấy, thì một phần ở điều kiện khách quan chắc là người hâm mộ khán giả cũng nhìn thấy vấn đề và tự phán đoán thôi. Còn cá nhân tôi thì đương nhiên là nên có sự thay đổi để làm mới đội tuyển. Đây cũng là một cách mà ông Park ông làm mới đội tuyển bằng ban cán sự đội, bằng cái cách vận hành. Có thể là cái cách vận hành cũ nó có những hạn chế rồi. Thì bây giờ ông Park ông có những cái thay đổi về, thứ nhất đầu tiên là về mặt tâm lý, thì có thể là cái động tác ông thay đổi ban cán sự đội như này thì nó tạo nên một cái nét mới,
nó làm cho các cầu thủ có sự khích lệ nào đó chẳng hạn như vậy, thì tôi rằng đấy cũng là một biện pháp để giải quyết vấn đề tâm lý thôi. Còn đâu là về cái chuyện Quế Hữu Hải lý do sâu xa tại sao ấy, thì chắc là chỉ có ông Park cũng hiểu, và một phần nếu như sư phán đoán ấy, thì người hâm mộ tự phán đoán thôi. Khó khăn của ông Park thì chúng ta thấy rồi. Tại vì sao? Tại vì là khó khăn của phía ông Park ấy chính là gì? Chính là thành tích cụ thể, chính là những cái ông Park vừa trải qua cùng đội tuyển ở FA Cup. Chỉ có cái là đến cá nhân tôi thì theo như góc độ tôi là một nhà chuyên môn và người làm chuyên môn ấy, thì tôi không hiểu là ông Park định thay đổi cái gì. Nhưng mà chúng ta xét lại từ năm 2018 cho đến 2020, chúng ta có sự thành công. Thì thành công đấy là ông Park cũng sử dụng một cái sơ đồ chiến thuật. Ông Park đã sử dụng một cái lối chơi, tức là phòng ngự chặt, phản công nhanh, đúng không nào? Và tôn trọng đối thủ. Và chính cái điều đó nó tạo nên một sự chắc chắn cho đội tuyển Việt Nam. Thế trong thời sau cái năm 2020 ấy, thì truyền thông cũng như là bản thân người hâm mộ luôn luôn nghĩ rằng đội tuyển của chúng ta đã lên một cái tầm cao mới rồi. Và đôi khi tôi có cảm nhận cá nhân các cầu thủ có một chút gì đó buông lỏng. Buông lỏng đây là buông lỏng về cái mặt là lối chơi theo ý đồ của ông Park, tức là chúng ta luôn luôn tôn trọng đối phương để chúng ta chơi phòng ngự chặt và công nhanh. Thì đôi khi có một chút ở đấy tôi thấy các cầu thủ chúng ta là buông lỏng ở đó. Chính vì vậy quãng thời gian chúng ta chơi một cách nó hơi hồn nhiên. Thì tôi cho rằng là ông Park ông có thay đổi thì ông lại quay lại cái chu kỳ cũ, tức là chúng ta lại chơi như năm 2018 ở Thường Châu rồi, là hoặc là 2020 chẳng hạn. Thế chúng ta lại phải tôn trọng đối thủ và chúng ta lại phải chơi một cách phòng ngự chặt, chờ cơ hội phản công, chờ sự may mắn thôi. Chứ còn với những con người cụ thể và với cách chơi và cũng như là cái chất của đội tuyển Việt Nam bây giờ, chả có ai thay đổi được cả. Dù có ông Park hay là một huấn luyện viên hàng đầu của châu Âu bây giờ về, ví dụ như Klopp là vua của những đội bóng trẻ, về đây cũng chả làm gì. Chúng ta chỉ thua có 1-0 trên sân nhà trước một đối thủ mang dáng dấp của châu Âu nhưng nằm ở châu Á, đấy là tuyển Úc, đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta phải nhìn nhận như này, chúng ta chỉ thua 1-0. Với tôi ấy, thua là thua, còn thua 1-0 hay 10-0 đều như nhau cả. Còn xét về cục diện trận đấu và cụ thể trận đấu đó chúng ta không nhắc lại, đúng không? Nhưng mà đây chúng ta muốn nói về một trận đấu lượt về, thì chúng ta thấy rồi, một đội tuyển mà mang hình hài của các cầu thủ châu Âu đấy, đẳng cấp châu Âu, nhưng lại nằm khu châu Á, mà họ lại được chơi trên sân nhà với một điều kiện mà tốt nhất về mọi thứ. Còn đội tuyển chúng ta vừa trải qua một quãng thời gian rất là mệt mỏi ở cái giải đấu mà chúng ta cho rằng là quan trọng nhất của chúng ta ở khu vực, và chúng ta lại thất bại không như kỳ vọng. Thế chính vì vậy mà từ yếu tố chuyên môn, yếu tố tâm lý cho đến là kể cả về mặt khách quan, đó là chúng ta phải đem chuông đánh trúng người như vậy, thì cái điều kiện mà để chúng ta có được cái kết quả khả quan cộng thêm nữa là gì? Là chúng ta đã hết hy vọng ở cái vòng loại cúp thứ ba rồi. Chính vì vậy thì mục tiêu chúng ta là để làm gì? Tôi chỉ phân tích những cái đấy thôi, thì các bạn sẽ hình dung được là chúng ta kỳ vọng gì và chúng ta cố gắng ở cái trận đấu Úc này. Nó hoàn toàn nó không đem lại được một cái gì lớn cả. Có chăng thì chúng ta sẽ chỉ có một chút gì đấy, nếu chúng ta có cố gắng để có kết quả khả quan ấy, là để chúng ta lại đem ra để chúng ta so sánh với cả một người hàng xóm Đông Nam Á mà chúng ta luôn luôn ở dưới họ, đấy là Thái Lan. Ví dụ chúng ta nếu mà chúng ta có kết quả hòa gì đấy với đội tuyển Úc thì chúng ta lại có thể là tung hô nhau lên là chúng ta bằng Thái rồi đấy chẳng hạn. Thế đấy là một cái điều rất là dở. Còn đâu xét mà khách quan thì các bạn thấy rồi, chúng ta bất lợi hoàn toàn. Và cũng về mặt mục đích và lý do cũng như là cái mà chúng ta kỳ vọng để làm gì thì chúng ta đều thấy hết rồi. Chỉ có đội tuyển Việt Nam mới dùng cái biện pháp là tập trung dài hạn. Tại vì sao? Ý thức trong sinh hoạt cũng như tập luyện của các cầu thủ chúng ta còn hạn chế. Chính vì vậy mà phải yêu cầu có cái tính tập trung. Tập trung đó là để làm gì? Để chúng ta tập trung cho vấn đề
chuyên môn, tập trung cho vấn đề tập luyện, bắt buộc chúng ta phải ăn ở tập trung như vậy. Còn hầu như là các đội bóng đá châu Âu họ không có thể tập trung, và đặc biệt là Úc thì thực lại càng không, tại vì họ là một đội bóng có thể là một phần còn lại rất nhỏ của châu Âu. Chính vì vậy mà cái sự văn minh trong cái cách quản lý của họ nó khác. Và trở lại khu vực Đông Nam Á thì ngay kể cả đội tuyển Thái Lan từ những thập niên 90 của thế kỷ trước, khi bọn tôi tập huấn ở Thái Lan thì ngay cả đội tuyển Thái Lan thời điểm đó cũng không thể tập trung như đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đến sân bằng ô tô và xong rồi về khách sạn tắm rửa xong về nhà, hôm sau lại ra sân tập luyện. Chính vì vậy mà cái sự tập trung đó về mặt hình ảnh thì chúng ta thấy được một cái sự gắn kết, chúng ta thấy được một cái tính tập trung. Nhưng mà về cái mà chất lượng, tôi cho rằng là không ổn. Tại vì sao? Khi chúng ta tập trung lâu quá thì bản thân các cầu thủ với nhau ấy, nó gần như là những người anh em trong gia đình. Chính vì vậy mà nó không có sự cạnh tranh nhiều, đúng không nào? Nó không tạo ra một môi trường mới, tại vì từ câu lạc bộ đội tuyển nó là một môi trường mới, và môi trường nó đem lại cho các cầu thủ sự hưng phấn. Còn đâu là khi chúng ta ở tập trung quá, đội tuyển nó thành như một câu lạc bộ. Để chính vì vậy mà các cầu thủ quen mặt nhau quá, quen trong cách sinh hoạt, quen với tập luyện, quen cách thi đấu chẳng hạn thế. Thế nên là không có sự nỗ lực để cố gắng để hòa nhập cùng nhau, thì là không sự cố gắng đó thì nó sẽ không tạo ra cái sự đột phá của từng cá nhân cầu thủ. Đấy, chính vì vậy mà cái sự tập trung đó nó không đem lại được cái nhiều cái lợi ích đâu. Đấy, nếu có chăng tập trung họ chỉ tập trung ngắn hạn thôi, nhưng mà đội tuyển chúng ta thì thường thường là tập trung nhiều quá. Còn chúng ta không đừng đổ lỗi dịch bệnh nhé, tại dịch bệnh thì cả thế giới đang gánh chịu. Thế chính vì vậy cái dịch bệnh nó không ảnh hưởng nhiều đâu, tại vì các cái giải vô địch các nước từ châu Âu cho đến châu Á cho đến Nam Mỹ họ đều phải đá không khán giả mà. Thế chính vì vậy mà cái điều đó không ảnh hưởng, chúng ta cũng chỉ là một phần của bóng đá thế giới thôi. Cái việc mà khán giả không đến sân ấy, nó chỉ là một chuyện rất bình thường. Thế chính vì vậy mà chúng ta không thể đổi tại khách quan được, mà chúng ta phải nhìn lại những cái cách chúng ta làm, là chúng ta đã làm được gì, học được gì từ những nền bóng đá nó đẳng cấp hơn. Thực sự ra thì nếu mà gọi để chơi nốt cái vòng loại cúp thứ ba này thì với cá nhân tôi, góc độ chuyên môn thì chúng ta chả nên chơi với đội hình chiến thuật nào cả, và chúng ta chẳng nên chọn một ai làm trung phong cắm hay là chúng ta là, và chúng ta hãy chơi theo cách là chúng ta là cửa dưới và chúng ta luôn tôn trọng đối thủ, chúng ta chơi phòng ngự chặt, tìm cơ hội phản công nhanh, thế thôi. Chứ còn bây giờ chúng ta đừng nói đến những cái tên, tại những cái tên đó cũng trải qua một kỳ AFF Cup chúng ta đã nhìn thấy hết rồi. Họ làm được gì, họ chưa làm được gì, và họ còn những cái gì cần khắc phục chúng ta đều nhìn thấy hết cả rồi. Còn đá với một đội tuyển Úc thì chúng ta đừng phân tích chuyên môn, mà chúng ta hãy tập trung vào việc của chúng ta. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ cố gắng hạn chế những cái yếu điểm của chúng ta, và chúng ta quyết tâm là chờ cơ hội để chúng ta phản công. Chứ còn chúng ta đừng phân tích nữa, tại vì phân tích này tôi không biết phân tích cái gì. Chúng ta còn nói đến những cái tên ấy, chẳng qua là chỉ là dễ nhớ thôi. Chứ còn nếu nói về đọc cái tên ra mà để nói được rằng là xoay chuyển được cục diện trận đấu ấy, Việt Nam chưa có ai. Khi chúng ta không có được cái kết quả như ý thì bao giờ chúng ta cũng đáng tiếc cả. Không phải bóng đá, việc gì cũng thế, đúng không? Khi chúng ta đánh tờ sổ số mà chúng ta trượt một số thì chúng ta thấy đáng tiếc, tại sao nó không đúng. Nhưng thực sự ra thì đấy là nói vui thôi, nói về mặt chuyên môn như này này. Trong một thế trận chúng ta thắng ở may mắn có không? Có. Chúng ta thua ở toàn cục có không? Có. Thế thì bây giờ chúng ta phải nói về phần vấn đề của chúng ta trước, đúng không nào? Vấn đề là gì? Là khi chúng ta thắng thì chúng ta không chịu nhìn nhận đó là thắng may mắn, mà chúng ta cho rằng đấy là đẳng cấp. Nhưng khi chúng ta thua thì chúng ta lại đổi tại chúng ta không may. Thế là thế nào? Đúng không nào? Thì chúng ta phải nhìn một cách trung tâm này. Khi ở trên một bàn cờ, đúng không nào, nó đều có 16 quân xe pháo mã tốt, đúng không nào? Chẳng hạn như vậy thì tướng sĩ tượng họ không đi được đâu cả, họ chỉ bảo vệ gôn thôi, đúng không nào? Thế chính vì vậy mà các quân kia họ làm việc trên sân đấy đều bằng nhau mà. Nhưng tại sao mà quân bằng nhau mà chúng ta lại vẫn bị mất vua? Là vì sao? Đơn giản thôi, là vì năng lực của chúng ta chỉ có vậy. Chúng ta không thể đổi tại rằng là chúng ta không may mắn hoặc là chúng ta thua đáng tiếc cả. Thực sự ra nhìn nhận về trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, khi chúng ta thua ở những bàn thắng đó ở một lỗi cá nhân chỉ nhỏ thôi,
nhưng lỗi cả tập thể và hệ thống chúng ta nhìn thấy rất lớn đấy, đúng không nào? Còn nếu nói về nhận xét đội tuyển Trung Quốc, tôi nói là tôi muốn chia sẻ với các bạn này, đội tuyển Trung Quốc chưa bao giờ là đội tuyển yếu hơn Việt Nam cả. Có chăng ở giai đoạn này, gần đây vài năm trở lại đây, thì cái giải bóng đá nhà nghề của Trung Quốc cũng như là đội tuyển Trung Quốc, họ có đi xuống với chính bản thân họ, nhưng so với Việt Nam thì họ không bao giờ là ở dưới cả. Chính vì vậy mà chúng ta đừng lầm tưởng là chúng ta hay hơn Trung Quốc. Còn đâu là cái việc ấy mà xét sâu một tí nữa là trong đội tuyển Trung Quốc có một số cầu thủ nhập tịch. Đấy là quyền của họ. Nhập tịch hay không tôi không quan trọng. Tại vì họ là công dân của Trung Quốc thì họ được quyền tham gia đội tuyển Trung Quốc. Cũng như ở Việt Nam thôi. Chúng ta có rất nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng chúng ta không dùng. Đấy là cái sự mà thiếu sót cũng như là cái sự mà có thể là hơi dại dột của chúng ta. Tôi nói là hơi dại dột, tại vì sao mình có những con người năng lực, có những cái sản phẩm tốt, tại sao mình không dùng? Nhưng mình không dùng xong mình lại đi đổi tại rằng là người ta dùng thì người ta hơn mình, không phải. Như vậy là còn khía cạnh khác nữa, rất sâu xa nữa, nhưng mà tôi không tiện nói ở đây. Đấy, còn đâu là về đội tuyển Trung Quốc đấy, như tôi chia sẻ, họ luôn luôn ở trên chúng ta. Còn hội trận đầu đó chúng ta rất cố gắng rồi. Đấy, chúng ta bị dẫn trước rồi, xong chúng ta cũng có gỡ lại rồi, nhưng chúng ta không bảo vệ được cái thành quả đó, và đến cuối cùng chúng ta lại bị thua một bàn thua như vậy, thì có nghĩa là cái đẳng cấp, cái trình độ và cái nỗ lực của chúng ta chưa đến cái tầm đó. Tại vì sao chúng ta thấy có những đội bóng trên thế giới rồi, khi họ thắng 1-0 trước một cái đối thủ ngang cơ, họ cũng phải tìm cách bảo vệ chứ. Nhưng tại sao họ bảo vệ được? Tại vì họ có năng lực, họ có con người cụ thể và cái nền tảng thể lực họ rất tốt để họ duy trì được cái thế mà phòng ngự đấy để bảo vệ tỷ số. Nhưng chúng ta không duy trì được cái đó thì chúng ta thua là chuyện đương nhiên. Có nghĩa là chúng ta ở dưới. Thua là thua, đúng không nào? Thua thì có nghĩa là chúng ta phải kém hơn họ về một cái gì đó chúng ta mới thua. Chứ không phải là, tất nhiên là không thể trong thế trận, trong một thế trận nhé, không thể đánh giá là ngang cơ được, đúng không nào? Thế trận nó có nhiều cái. Thí dụ đối phương người ta bị cảm cúm đã yếu đi rồi, chúng ta chẳng hạn như vậy, chúng ta có thể là trận đấy chúng ta hưng phấn lên, chúng ta đá như vậy, thì chúng ta đừng cho rằng thế trận của chúng ta bằng người ta, mà có thể là do là cái thế trận đó là đấy điều kiện khách quan chẳng như vậy, thế thôi. Còn đâu là kết quả trận đấu nó nói lên tất cả. Chúng ta thua Trung Quốc đấy, chúng ta không bảo vệ được cái thành quả khi chúng ta đã bắt đầu có cái sự ngang bằng rồi về mặt điểm số rồi. Đấy là do tại chúng ta thôi. Cuối cùng như câu hỏi của bạn cho tôi vẫn là liệu chúng ta có giành điểm được ở Trung Quốc không? Thế có nghĩa là khi câu hỏi của bạn đặt ra, bạn cũng còn có chút nghi ngờ, đúng không? Về đội tuyển Việt Nam chúng ta, về cái khả năng chúng ta giành được điểm hoặc là giành một lợi thế trước Trung Quốc. Thế chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn đánh giá Trung Quốc cao hơn mà. Thế thì tôi muốn chia sẻ ở đây, tôi mong rằng người mộ Việt Nam như đội tuyển Việt Nam hãy tôn trọng Trung Quốc đúng như thế. Khi chúng ta tôn trọng như vậy thì chúng ta sẽ tìm cái cách mà để chúng ta giành lợi thế và chúng ta giành điểm trước đội bạn. Cho nếu như chúng ta nghĩ rằng là đội bạn thiếu đi các cầu thủ nhập tịch này rồi chúng ta đá sân nhà chúng ta dễ dàng thắng ấy, thì tôi cho rằng là rất dễ mất điểm. Đấy, đúng không nào? Qua câu hỏi đó thì chúng ta chỉ cần hiểu như thế thôi là được rồi. Đội tuyển chúng ta cần làm nhiều thứ lắm. Chính vì vậy mà cụ thể làm cái gì và làm thế nào ấy, thì cái việc đấy, khi nào tôi là huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam ấy, thì tôi sẽ nói cho các bạn biết. Còn nếu như mà bây giờ ông Park đang làm ấy, thì chúng ta nên tôn trọng tất cả những gì mà ông Park ông đưa ra.